cho nó được. Bây giờ nó tung lên mạng, nó nói đều sai tự thật, rồi nó bảo nuôi con hoang mấy thế nọ thế kia, nó rồi nó giờ nó đến nó hành hạ, nó đập phá cửa nhà tôi, nó không nó nó gây áp lực cho là các cháu tôi nó không làm ăn gì được, mà tôi bây giờ già rồi 70 tuổi rồi thì hỏi còn chịu nổi không. Vụ việc này chưa biết đúng sai như nào, mà ai cũng đúng cả thì ai mới là người sai. Có mấy bà hàng xóm lại là người biết rõ hơn cả gia đình nhà người ta. Kinh thật chứ, coi gì có đúng hay sai thì là gia đình người ta tự giải quyết, rồi có pháp luật đến người ta giải quyết. Các bà việc nhà chưa tỏ mà đã tường việc nhà hàng xóm rồi đến chịu. Và câu cuối là có khi là đạt hiện lên và nói, nếu bà không nuôi chị và các cháu thì em sẽ mua mảnh đất và nuôi chị với ở với chị và các cháu nha. Nhưng mà vụ việc này nếu mà có thương nhất thì nói thật là mình thương mấy đứa nhỏ, thực sự rất thương mấy đứa bé khổ thân. Bé nó chưa hiểu chuyện mà nó chưa biết cái gì, có lẽ là nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời nó.